Và theo thông tin mới nhất từ Bộ phận Công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang, đến đầu giờ chiều nay, Bắc Giang đã ghi nhận thêm hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp đều đang lưu trú tại khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và đang được kiểm soát. Các ca dương tính này được phát hiện nhờ tổng lực tăng tốc xét nghiệm trong 3 ngày qua tại tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, khu lưu trú của công nhân tại tỉnh Bắc Giang. Nhận định sơ bộ, nguồn lây là tại các khu vực nhà máy, trong khu công nghiệp hoặc trong khu nhà ở lưu trú của công nhân, vì đây là nơi có mật độ làm việc lưu trú đông. Trong khi đó, chủng virus này lây lan nhanh, mạnh và phát tán rộng trong môi trường không khí. Bộ Y tế yêu cầu Bộ phận Công tác đặc biệt của Bộ đang chỉ đạo chống dịch tại Bắc Giang ngay lập tức đóng băng tất cả các khu nhà ở của công nhân, đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, nhất là các khu nhà cao tầng nơi có đông công nhân sinh sống, áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này, coi như là nơi cách ly tập trung. Tuyệt đối không cho người ở ra khỏi nhà, tiến hành xét nghiệm định kỳ liên tục để làm sạch những khu vực có công nhân lưu trú.